Vâng, thưa quý vị, trên chiếc cầu ván trong chơi này và con đường đất dài khoảng 1.500m, bà con ở ấp Trường Thắng, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ vẫn đi lại hàng ngày. Khi mà trời mưa gió thì con đường càng trở nên trơn trượt và khó đi hơn. À, trời nắng thì lội bộ, còn trời mưa thì đi xuồng, đi giỏ. Nói hả, đi hả, có khi hay té xịn bùng không nữa chứ. Trời ơi, tôi cũng mong lắm, mong nhà nước này kia hả, mặn đường, mặn cầu này kia được hả, tôi mừng dữ lắm, mừng luôn. Mà cầu cây này chắc theo mà tôi độ chắc cũng khoảng gần 5-7 tháng thì nó cũng phải mưa nắng này kia đó, cũng phải một dần, nó cũng phải hư. Đó, rồi bắt đầu là mấy anh em trong xóm này mới đi sửa đổi lại, nhưng mà đi đỡ dạ qua ngày nó cũng hư nữa, cây mà. Là gặp bất tiện cho mấy cháu nó đến trường. Chia sẻ với lao động, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Trường Thành, huyện Thới Lai cho biết, thời gian qua địa phương đã tích cực vận động các nguồn quỹ hỗ trợ xây dựng, nâng cấp các tuyến đường nông thôn, giúp việc đi lại của người dân được cải thiện. Tuy nhiên, do kinh phí địa phương còn hạn hẹp nên chưa thể thực hiện xây dựng tuyến đường nông thôn cặp kênh Mương Ranh, ấp Trường Thắng. Ở đây thì người dân thì đa số sống chủ yếu là nghề nông nghiệp, trồng lúa hoặc là cây ăn trái, thì đường đi lại rất khó khăn. Bên cạnh đó thì địa phương thì chưa có cái vốn đầu tư để xây dựng lộ nông thôn. Thì vấn đề mà làm được cái cầu này thì nó sẽ thúc đẩy việc phát triển kinh tế địa phương, người dân sẽ trao đổi hàng hóa, đi lại nó dễ dàng hơn. Được biết, theo kế hoạch, địa phương dự tính sẽ xây dựng tuyến lộ giao thông nông thôn với chiều dài 2,6 km, chiều rộng 2m và 3 cầu thủy lợi với dài rộng lần lượt là 15m, 2m, 15m, 2m và 30m, 2m, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, học sinh, vận chuyển hàng hóa, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tổng kinh phí dự kiến khoảng 2,9 tỷ đồng.